Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với bản tin của kênh tin tức mới 365. Như thường lệ, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những bản tin nhanh nhất, mới nhất về tình hình dịch COVID-19 trong nước và quốc tế. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với mục điểm tin chính. Hai thiếu tư lệnh vùng thuộc cảnh sát biển sắp hầu tòa. Nhiều sai phạm ở bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Thu hồi tài sản tham nhũng có dễ không? Chuyển đổi công tác 15.330 vị trí nhằm phòng ngừa tham nhũng. Hai cựu tư lệnh vùng thuộc cảnh sát biển sắp hầu tòa. Kính thưa quý vị, Lê Văn Minh, cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển 4, Lê Xuân Thanh, cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển 3 và 12 bị can khác sắp hầu tòa. Tòa án quân sự quân khu 7 đã ban hành quyết định ngày 12 tháng 7 tới sẽ xét xử vụ án buôn lậu, nhận hối lộ, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và không tố giác tội phạm. Vụ án này có 14 bị cáo, gồm 4 người từng thuộc lực lượng cảnh sát biển là Lê Văn Minh, cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển 4, Lê Xuân Thanh, cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển 3, Phùng Danh Thoại là cựu đại tá, cựu trưởng phòng xăng dầu cảnh sát biển, Lưu Thế Đức là cựu thiếu tá, cựu phó đoàn trưởng trinh sát hai bộ tư lệnh cảnh sát biển. Có 5 bị cáo từng công tác thuộc lực lượng bộ đội biên phòng, bao gồm Nguyễn Thế Anh là cựu đại tá, cựu chỉ huy trưởng biên phòng Kiên Giang, Phạm Văn Trên, cựu đại tá, cựu chỉ huy trưởng biên phòng tỉnh Trà Vinh, Nguyễn Văn Hùng, cựu thượng tá, cựu đồn trưởng biên phòng cảng Trường Long Hòa tỉnh Trà Vinh, Nguyễn Thành Lâm, cựu trung tá, cựu hải đội trưởng 2 thuộc biên phòng tỉnh Sóc Trăng. Các bị cáo khác không thuộc quân đội gồm Lê Văn Phương là cựu thượng tá, cựu phó phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Trà Vinh và nhóm thuộc các đơn vị dân sự là Phan Thị Xuân, Nguyễn Văn An, Phạm Hồ Hải, Cao Phúc Hoài. Dự kiến vụ án sẽ được xét xử công khai trong 3 ngày tại trụ sở Tòa án quân sự, quân khu thủ đô dưới sự điều hành của thẩm phán Thượng tá Nguyễn Hồng Phong. Đại diện Viện Kiểm sát quân sự Bộ đội Biên phòng thực hành quyền công tố và kiểm tra xét xử là 3 sĩ quan gồm Đại tá Nguyễn Việt Thắng, Thiếu tá Trịnh Văn Dũng và Thiếu tá Ngô Xuân Khang. Trước đó, cuối năm 2021, Ban Bí thư đã kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng với Thiếu tướng Lê Xuân Thanh và Lê Văn Minh. Ông Lê Xuân Thanh bị xác định với cương vị Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Cảnh sát biển, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 đã vi phạm pháp luật trong việc ký các văn bản hồ sơ để thanh toán chi phí xử lý vụ việc, thuê phương tiện xăng dầu, gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước, nhận hối lộ. Thiếu tướng Lê Văn Minh với cương vị là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Cảnh sát biển, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 đã vi phạm pháp luật trong việc ký phê duyệt các văn bản hồ sơ xử lý các vụ việc, thuê phương tiện và đề nghị thanh toán rút tiền từ ngân sách nhà nước, nhận hối lộ. Đầu năm 2022, Ban Bí thư cũng đã kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng với ông Nguyễn Thế Anh. Vị này bị xác định là chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang nhưng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu tu dưỡng rèn luyện, suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Cựu đại tá Thế Anh còn vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác cán bộ, trong quản lý, sử dụng tài chính, trong công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng tiêu cực, buôn lậu, gian lận thương mại. Cựu đại tá Nguyễn Thế Anh được cho là có liên quan đến đường dây nhập lậu hơn 200 triệu lít xăng do công an tỉnh Đồng Nai triệt phá. Không chỉ bao che mà còn chỉ đạo ông trùm đường dây này cho người thân được tham gia mua bán, tiêu thụ xăng dầu. Nhiều sai phạm ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Kính thưa quý vị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi có nhiều sai phạm trong mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế và chưa trả lại 200 triệu đồng của bệnh nhân. Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi vừa có kết luận, giai đoạn 2014-2019, bệnh viện có 29 gói thầu mua thiết bị y tế, vật tư y tế với tổng trị giá gần 256 tỷ đồng. Trong đó, bệnh viện làm chủ đầu tư 25 gói thầu 237 tỷ đồng, có 8 trong 25 gói thầu có sai sót, hồ sơ mời thầu không đúng quy định. Năm 2017, bệnh viện làm chủ đầu tư một gói thầu mua sắm máy chạy thận nhân tạo, nhưng lập thủ tục trình Sở Y tế phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước ngày có chứng thư thẩm định giá thiết bị. Ngoài ra, tổ chuyên gia chưa tuân thủ quy trình khi chấm thầu dụng cụ nội soi, khớp gối, gồm 15 thiết bị với giá trị trên 1,7 tỷ đồng. Năm 2016, bệnh viện và công ty trách nhiệm hữu hạn Thành An, Hà Nội đã ký hợp đồng kinh tế với giá trị lô số 3 là 1,2 tỷ đồng.
Tuy nhiên, tổng giá trị hàng hóa mua sắm trên thực tế là 2,4 tỷ đồng, vượt 1,2 tỷ đồng so với hợp đồng đã ký kết, nhưng không báo cáo Sở Y tế và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bệnh viện đã ký giá hợp đồng mượn 10 máy của các đơn vị trúng thầu theo kết quả lựa chọn nhà thầu hàng năm, thời gian mượn máy từ 1 năm đến 5 năm. Các công ty cho mượn máy là nhà thầu trúng thầu, cung cấp vật tư, hóa chất cho bệnh viện. Pháp luật hiện hành về quản lý sử dụng tài sản nhà nước không có quy định về việc mượn tài sản để sử dụng. Điều này dẫn đến khi lập danh mục vật tư, hóa chất phải phụ thuộc vào đơn vị cho mượn máy, đặt máy để thực hiện bán hóa chất, vật tư y tế. Ngoài ra, bệnh viện đã ban hành 102 quyết định chỉ định thầu mua, sử dụng thuốc ngoài, kế hoạch đấu thầu tập trung với 259 mặt hàng, tổng giá trị là 4,8 tỷ đồng. Thực tế, bệnh viện chỉ mua sử dụng 245 mặt hàng với giá trị là 4,3 tỷ đồng. Với số tiền 200 triệu đồng, tiền chênh lệch giữa tiền bệnh nhân nộp khi nhập viện và tiền bảo hiểm xã hội thẩm định lại, bệnh viện chưa hoàn trả cho người bệnh vì các hồ sơ thủ tục đều hoàn thành sau khi bệnh nhân đã ra viện. Thu hồi tài sản tham nhũng có dễ không? Kính thưa quý vị, ai cũng mong đối tượng tham nhũng thành khẩn khắc phục hậu quả bằng chính thái độ và hành động của họ. Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được tổ chức vào ngày 30 tháng 6 vừa qua, không chỉ đánh giá lại một chặng đường mà còn mở ra nhiều hướng đi, càng ngày càng cụ thể và quyết liệt. Tuy nhiên, ý kiến về việc cho phép các trường hợp sai phạm khắc phục hậu quả để không bị xử lý hình sự vẫn tiếp tục được bàn tán xôn xao trong nhiều giới nhiều ngành. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí kiến nghị nghiên cứu giải pháp tăng phòng ngừa, giảm xử lý hình sự mà thay bằng khởi kiện dân sự và tạo điều kiện cho chủ thể sai phạm khắc phục hậu quả. Lý do đó là cách thu hồi được tài sản thất thoát mà cũng không phải băn khoăn việc xử lý nhiều cán bộ đồng chí. Thu hồi tài sản tham nhũng có dễ không? Hoàn toàn không dễ, vì hầu hết những kẻ tham nhũng đều rất tinh danh, luôn khéo léo che giấu tài sản tham nhũng và chuyển hóa tài sản tham nhũng sang nhiều hình thức do người khác đứng tên sở hữu. Thực tế đã chứng minh có đối tượng bị tuyên án phải đền bù thiệt hại cho ngân sách hàng trăm tỷ đồng, nhưng lực lượng thi hành án chỉ kê biên được nửa căn hộ chung cư giá rẻ. Những kẻ tham nhũng đã từng nắm giữ quyền lực khá lâu trước khi bị đưa ra ánh sáng công lý, cho nên hầu như không có tên trộm nào mới thực hiện hành vi đạo trích một lần đã bị bắt quả tang. Thử điểm lại vài vụ án gần đây, có thể thấy rằng những đối tượng như Tất Thành Cang hoặc Nguyễn Đức Trung không chỉ liên quan đến một diễn biến gian trá. Nếu vụ án nào họ cũng dễ dàng huy động được số tiền lớn để khắc phục hậu quả thì không phải ái ngại về nguồn gốc tài chính chăng? Nếu tài sản không minh bạch mà có khả năng tẩy rửa cho sai phạm đã rõ ràng thì nghe thật chua chát và thật oái oăm. Ai cũng mong đối tượng tham nhũng thành khẩn khắc phục hậu quả bằng chính thái độ và hành động của họ. Số tiền khắc phục hậu quả đáng trân trọng nhất là số tiền mà họ đàng hoàng thể hiện trong bảng kê khai, tài sản cá nhân để báo cáo định kỳ với tổ chức. Còn toan tính khôn ngoan để giảm tội mà đối tượng tham nhũng đột ngột có ngay số tiền khổng lồ thì cần hoài nghi về sự khuất thất có màu sắc bí ẩn hơn. Thành tựu cốt lõi của quá trình đẩy lùi tham nhũng tiêu cực là từng bước khôi phục nhân tâm, thu hồi tài sản bao nhiêu cũng chỉ khắc phục được một phần của hậu quả tham nhũng. Bởi lẽ, đạo đức cộng đồng và lương tri xã hội không thể nào lấy lại được. Nếu đối tượng tham nhũng vẫn nhờn nhơ, dùng những đồng tiền sơ bẩn để che chắn bản thân, thất bại vật chất chưa bao giờ là dấu chấm hết cho một dân tộc. Nhưng thất bại niềm tin thì vô cùng nguy hiểm. Muốn triệt tiêu tham nhũng tối ưu, không thể đặt mục tiêu thu hồi tài sản thất thoát lên hàng đầu, mà phải xây dựng cơ chế giám sát thông suốt và nghiêm khắc để những kẻ suy đồi chui sâu trèo cao, không dám tham nhũng, không thể tham nhũng. Chuyển đổi công tác 15.330 vị trí nhằm phòng ngừa tham nhũng. Kính thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm, các cấp các ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác đối với 15.330 cán bộ công chức viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng. Vào sáng 7 tháng 7, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của ngành thanh tra. Hội nghị được tổ chức tập trung tại Hà Nội và trực tuyến tại các địa phương. Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, trong 6 tháng đầu năm, các cấp các ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác đối với 15.330 cán bộ công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng. Về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, trong kỳ báo cáo có 22 trường hợp, người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng đã xử lý kỷ luật 18 người.
ngành thanh tra tiếp tục hướng dẫn các cơ quan nhà nước và chỉ đạo cơ quan thanh tra tăng cường việc phát hiện và xử lý tham nhũng. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan hành chính nhà nước đã phát hiện 30 vụ việc, 40 người có dấu hiệu tham nhũng. Tổng thanh tra chính phủ đã yêu cầu khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay cơ quan điều tra xử lý, không chờ ban hành kết luận thanh tra. Phát biểu tại hội nghị, ông Đoàn Hồng Phong, Tổng thanh tra chính phủ đã nhấn mạnh, phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng trong năm nhiệm vụ trọng tâm của ngành thanh tra năm 2022. Do đó, ngành thanh tra sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác này theo tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực và Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực, đặc biệt chú ý thực hiện có hiệu quả những quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập. Tổng thanh tra chính phủ cũng yêu cầu các đơn vị thuộc ngành thanh tra cần đôn đốc hướng dẫn các cơ quan ngành thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và tăng cường phát hiện tham nhũng tiêu cực qua hoạt động thanh tra, giải quyết, khiếu nại, tố cáo. Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì chuyển ngay cơ quan điều tra xử lý, không chờ ban hành kết luận thanh tra. Tập trung ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong thực thi công vụ. Tổng thanh tra chính phủ đã nhấn mạnh.